Đây, chiếc máy bay này làm xong rồi nè. Bây giờ phi công nó vô, nó chuẩn bị đi, đi thử, nó bay thử xong rồi mai nó mới đi. Bây giờ nó bay thử, bây giờ gỡ mấy cái dây này ra. Giờ là 4, 5 giờ chiều. Kiểm tra trước khi nó bay. Ở đây là sân bay GoldenEye của Georgia. Cái này là chiếc 767, 767 2300. Chiếc DSL này chuyển phát nhanh à. Giờ là máy bay bay thử. Đây, cái máy phát điện đó trước đó, máy phát điện nó nằm ở sau đuôi, ngay cái đuôi luôn, nó có cái máy phát điện để nó xài điện cho toàn bộ, còn cái động cơ này không có xài điện cho cái máy lạnh được. Nó cái máy ngay cái đuôi đó là nó xài cho máy lạnh với lại sử dụng trong xe máy bay. Nó chạy cái máy đó trước xong nó mới đè cái máy lớn này. Nó bắt đầu nó đè cái máy lớn động cơ nè, đầu cái máy này chạy nè, đó nó đè này chạy nè. Bây giờ động cơ này bắt đầu nó chạy, chuẩn bị nó đi ra nè.